gợi ý giải đề thi môn ngữ văn Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Tiến sĩ văn học Trịnh Thu Tuyết nhận định, đề thi chính thức môn ngữ văn kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 đảm bảo đúng cấu trúc, mang tính thống nhất, như mô hình đề từ năm 2017 với hai phần là đọc hiểu 3,0 điểm, làm văn 7,0 điểm chia thành hai câu hỏi. Những ngữ liệu cho phần đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học có dung lượng vừa phải, phù hợp với thời lượng 120 phút, có khả năng khơi gợi những suy nghĩ, xúc cảm mang giá trị nhân văn và có ý nghĩa thẩm mỹ sâu sắc cho học trò. Cô Nguyễn Thị Hương Thủy, giáo viên trưởng Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội cho rằng, đề không nặng về tái hiện kiến thức. Việc trích dẫn cụ thể một ngữ liệu trong câu hỏi nghị luận văn học giúp học sinh có thể nhanh chóng áp dụng những kỹ năng đã được trang bị để xử lý đề và dành nhiều thời gian để tư duy, để liên hệ, để thể hiện được những ý tưởng và những sáng tạo của riêng mình trong bài làm. Vì vậy, đề cũng đảm bảo yêu cầu về phân loại học sinh, những bài được điểm cao không chỉ đảm bảo đủ ý, mà còn phải thể hiện được năng lực tư duy, năng lực ngôn ngữ, năng lực liên hệ thực tế. Với những học sinh có lực học trung bình, có thể giải quyết được đề bài ở mức độ 50-60%. Còn với học sinh giỏi, có năng lực, biết suy tư, trăn trở, có thể phát huy được sở trường của mình khi cảm nhận được nội dung sâu xa của đề. Dưới đây là gợi ý giải đề thi môn ngữ văn Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, do Tổ ngữ văn hệ thống giáo dục HOCMAI thực hiện. Nhật Hồng, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.